xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mình sẽ nấu món chè trôi nước. Thì để nấu chè trôi nước, trước hết ở đây mình sử dụng 100g cái phần đậu xanh. Đậu xanh này thì mình đã ngâm qua đêm rồi, hoặc là các bạn có nhà ngâm nước nóng thì các bạn ngâm khoảng là 2-3 tiếng, khoảng 2 tiếng mình nấu được nha. Ngoài cái phần đậu xanh ra, cái nguyên liệu chính là mình làm là mình sử dụng cái bột nếp. Thì bột nếp này thì thường mình sử dụng cái loại bột nếp mình xay mình ngâm mình sử dụng cái bột nếp mình xay á, ngâm hạt nếp rồi mình xay, thì bột nếp đó mình nấu chè nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên thì hôm nay mình không có ngâm kịp nên mình sử dụng cái loại bột nếp này để mình nấu chè luôn. Ngoài bột nếp ra thì ở đây mình sử dụng đường thốt nốt nè, rồi khoai lang, một củ khoai lang khoảng là 40-50g, một nhánh rừng. Và ở đây để tạo cái độ béo cho cái nhân thì mình sử dụng ở đây là khoảng một chén nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa các bạn có thể là mình sử dụng cái nước cốt dừa mà đậm đặc á, thì nó sẽ béo hơn. Cái phần đậu xanh này mình ngâm xong, bây giờ thì mình sẽ đem đi mình xả nha. Nó nở như thế này mình nấu rất là nhanh nè. Mình đem đi mình xả khoảng là 4-5 nước gì cho cái phần đậu này nó được sạch nè. Sau khi mình xả sạch cái phần đậu xanh rồi, bây giờ mình cho vào trong cái nồi mình nấu. Mình nấu thì mình sẽ cho ở đây là khoảng là mình sử dụng ở đây là khoảng là 230ml nước cốt á. Thì các bạn có thể là mình đo khoảng là hơn lưng một chén là được rồi. Mình nấu đậu như thế này nè, sao cho nó thêm thiếp nè. Mình cho nước cốt nó thêm thiếp đậu như thế này rồi mình nấu. Nấu cho cái phần đậu này nó mềm luôn nha. Nó mềm và mình sau đó thì mình cho nó nấu cho nó mịn, tán cho nó mịn ra luôn. Trong lúc mình nấu đậu như thế này thì mình sẽ cho ở đây là 1/4 của nửa muỗng cà phê. Mình đang sử dụng loại muỗng cà phê nhỏ, mình cho vào trong đây để mình nấu đậu. Mình tạo cho cái phần đậu nó sẽ có vị nhân, nó sẽ có vị ngọt ngọt và nó hơi tí xíu muối vào để dằn cái phần ngọt lại nha. Và ở đây mình nấu đậu với cái lửa vừa thôi, khi mà thấy nước nó cạn rồi mình bật cái lửa nhỏ lại mình nấu ra đậu nha. Và cái phần củ khoai lang này thì mình sẽ bắt đầu là mình đem đi hấp, và các bạn có thể là mình nấu chung với đậu á, để cho cái phần khoai lang này mình gọt vỏ ra để cho cái phần khoai lang này nó chín cùng luôn. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình hấp cái củ khoai lang này. Và gừng này á thì mình sẽ lột vỏ và mình sắc sợi luôn ha. Rồi tới phần bột, mình sẽ làm bột. Hôm nay mình sẽ làm khoảng là 200g bột thôi. Thì nếu các bạn nào, anh chị nào thì mình làm cái phần chè nhiều thì mình sẽ tăng cái lượng đậu lên ha, và cái lượng đường và cái lượng bột luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy 200g bột ra. Rồi sau đó thì mình sẽ nhồi bột nha. Ở với cái phần nhồi bột này thì mình sẽ sử dụng cái nước nóng khoảng là 40-50°C. Và với phần 200g bột này mình sử dụng khoảng là 170-180ml nước. Nước mình đang sử dụng là các bạn thấy là khói nó bốc lên nè, mình sẽ cho từ từ vào. Thì tùy theo bột, nếu mà bột cũ bột mới nó hút có cái lượng nước khác nhau, mình sẽ cho từ từ vào. Và ở đây thì mình sẽ cho một tí xíu muối vào trong đây. Đây mình sẽ cho một ít muối vào nè. Rồi bắt đầu thì mình sẽ trộn cái phần bột này lên ha. Nó cũng đang nóng nhưng mà mình trộn mình có thể là mình lấy cái muỗng hay là cái giá gì á để mình trộn cái phần bột này lên. Nếu trường hợp mà mình sử dụng cái phần bột này nó khô quá, 180ml nước mà nó khô quá thì các anh chị mình cho thêm nước vào nha. Tại vì cái bột cũ nó hút nước đó. Mình nhồi cái bột này nó cho nó mịn nha. Cho nó mịn lên, cái thứ nhất là nó mịn, thứ hai là khi mình nhồi bột này nó được đều nè. Rồi khi mà mình nhồi cái phần bột này mình thấy nó mịn như thế này
nó mịn nó mềm luôn á. Đây nè, nó mịn nó mềm, nó không có khô nha, và nó cũng không có nhão nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ để cái phần bột này qua bên, và để cho cái phần bột nó không có bị khô thì mình lấy cái phần bọc thực phẩm á, cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại nha, đừng cho cái phần bột này nó đừng có khô, nếu khô quá hồi nào chè mình nó không có ngon. Còn một điều nữa là cái củ khoai nè, củ khoai này nó nóng quá nên mình chưa có cho vô, cho mình cho vô lúc mà mình nhào cái bột rồi ha. Mình nếu mà khoai này nó ấy thì mình giảm cái lượng nước lại nha, tại mình cho vô trễ sao á, nhưng mà không sao, nó cũng không nhão lắm nha, nó vừa nè, đủ để mình cho khoai. Khoai thì mình có thể là chọn cái loại khoai màu tím hoặc là màu vàng, nếu mà thích cái bột nó màu hơi vàng á thì mình cho cái khoai vàng vào, mấy mình cho màu tím nha, rồi màu trắng cũng được luôn, miễn khoai lang là được ha. Bây giờ thì mình sẽ cho khoai vào trong đây và mình nhồi thêm chút xíu nữa nha, nhồi thêm khoảng là vài phút nữa cho cái phần bột này nó được mịn hết. Cái phần khoai này mình cho nó vào đây là thứ nhất, là cái phần khoai này sau khi mà mình làm cái phần chè ha, mình gói bánh ít gì nè, mình cho khoai này như thế này vào thì cái vỏ bánh á, cái vỏ bột này nó mềm, nó không có cứng, dù các bạn anh chị mà để qua đêm luôn nó cũng không có cứng cái vỏ bột nữa, nó rất là mềm. Và công dụng của khoai lang nó sẽ làm cho cái phần vỏ bột nó mềm, nó mềm và nó mịn, nó không có bị hơi bị cứng cái phần bột. Khi cho khoai vào thì các bạn, thì anh chị mình nên nhồi cái phần bột này cho nó mịn luôn ha. Mình nhồi cái phần bột này mình thấy nó mịn, nó dai luôn á, nó dai nó mịn luôn nè. Khi nào mình thấy nó mịn nó dai rồi thì mình hãy ủ nha, ủ mình để bột đó cũng được. Đây mình thấy là cái phần này bột này nó mịn. Đây mình ủ bột, có thể là mình ủ 2-3 tiếng luôn rồi mình làm cũng được luôn ha. Đây sau khi mình nấu đậu xong rồi mình không có xay nên mình sẽ nấu cho nó mềm nó nhừ luôn. Mình nấu mềm nhừ như thế này mình sẽ cho cái phần đường vào. Anh chị nào mà mình thích ăn nó nhân nó hơi tí xíu ngọt thì mình cho 50g đường vào. Còn nếu không thì mình cho khoảng chừng 30g là được ha. Ở đây mình nấu cho nó khô nha, mình nấu nó nhạt. Rồi đường nó ra nước nữa nè. Mình khuấy như thế này đường nó sẽ ra nước nữa. Làm như thế này thì nó vừa mềm mình mềm và mịn luôn rồi nè, đường nó ra nước ha. Đấy, nếu mà trường hợp nhão quá thì mình sẽ xên, mình xên cho cái phần nhân này nó khô. Còn nếu mà các bạn các anh chị nào mà mình nấu cho nó khô á, rồi mình cho đường vào, mình canh cho nó khô, mình cho đường vào nó nhân nó vừa luôn á thì mình khỏi xên. Còn trường hợp mà nhân nó mềm quá, nó nhão quá thì phải xên đi, xên như là mình xên cái nhân của làm bánh bía, bánh trung thu vậy đó, mình xên cho nó khô, nó ráo vậy là cũng được. Và nếu mà mình thích không đó, bây giờ thì mình sẽ đánh đường tan ra và mình thử lại còn cái nhân này nó vừa chưa, nếu nó vừa thì mình phải cho đường như đó là đủ, còn nếu nó không có vừa thì mình sẽ cho cái thêm cái phần đường vào. Này mình cho 30g đường vào trong đây rồi nè. Mình thấy cái nhân này nó vừa rồi thì mình đánh lên như thế này để cho nó mau nguội. Thứ nhất là nó mau nguội, thứ hai là nó nhuyễn. Rồi sau đó thì mình để nguội và mình vò viên nha. Sau khi cái phần đậu này nó nguội rồi mình sẽ vò viên nha. Ở đây thì mình chia ra khoảng là 10 viên á, 11 viên tại dương viên. Thì mình sẽ chia cái phần này khoảng là 15g. Nếu mà anh chị nào muốn chè lớn á, thì mình chia khoảng 20g.
20g thì cái bột các bạn tăng lên, ví dụ như cái giỏ mà là 10g thì cái bột nó khoảng là 15g. Nếu mà thích ăn giỏ mỏng, giỏ dày thì mình tăng lên cái giỏ bột 20g nhân 10g. Còn nay mình sẽ làm cái phần nhân này 15g, và cái phần giỏ bột là mình sử dụng là 20g. Mình thích cái giỏ mỏng nên mình sẽ sử dụng cái phần bột, cái phần nhỏ giỏ mỏng nha. Còn nếu mà các bạn thích cái giỏ dày thì mình tăng lên. Đây thì mình sau khi mình vào viên như thế này, mình sẽ lấy cái tấm vải á, mình đậy lại. Mình chưa có làm thì mình đậy lại, đừng cho cái phần đậu này nó khô. Giờ mình sẽ chia cái phần bột này thành 10 phần luôn nha. Và cái bột này nãy mình cho chưa một ít để mình làm cái phần, mình thái cái phần bột mà mình kêu bằng cái này viên mẹ viên con á, thì mình nặn cái viên nhỏ nhỏ ha. Đó mình cho cái phần viên này vào. Tại vì cái phần này mình làm cho nó mỏng mỏng nha. Thôi mình gộp lại cái phần như thế này nè. Tay mình nắng nắng nè, gộp lên thì nó bằng cái mí, nó không, nó vừa luôn, nó cũng không mỏng và không dày. Và cái thứ hai nữa là nó không có bị bọc hơi gió vô cái phần viên chè của mình á. Hồi cái nếu mình làm không kỹ hồi nó bọc cái phần bọng ở trong á. Đó mình vò cho nó tròn lại. Rồi viên chè này nó tròn rồi ha, mình để qua một bên. Mình để có cái bọt mủ hoặc là lót lá chuối á, làm cho nó đừng có dính cái dĩa nha. Như mình nói nó lúc đầu là cái phần bột mình nãy mình chia ra cái phần nhân thì khoảng 15g, cái phần giỏ mình chia ra khoảng 20g. Mình thích ăn cái phần giỏ nó mỏng nên mình chia như thế. Nếu mà các bạn, các anh chị mình làm cái giỏ nó dày á, mình có thể là mình chia cái giỏ bột nó khoảng 25g và cái phần nhân nó khoảng 15g, nó trên lệch khoảng là 10g á. Bây giờ thì mình sẽ còn nấu phần nước đường nha. Mình sẽ cho khoảng đây là từ 600 đến 700ml nước vào trong đây. Ở đây là mình cho là khoảng là 700ml nước. Nếu các anh chị nào mà muốn cái nước nhiều nữa thì mình sẽ cho thêm nha. Còn nếu không thì mình cho 700ml nước cũng được ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho 300g đường. Nếu các anh chị nào thích ngọt thì mình tăng cái lượng đường lên. Ở đây thì mình đang sử dụng cái đường thốt nốt. Đường này thì các bạn, các anh chị mình có thể là mình làm nhuyễn ra để mình nấu cho nó nhanh. Mình cho 300g đường. Thì nếu mà thích ngọt thì mình tăng lên, còn nếu không thích ngọt thì mình giảm xuống nha. Mình sẽ cho đường vào trong đây. Và rừng này thì cái phần rừng này thì mình sẽ thái ra rồi mình rửa nha. Mình rửa, tại vì nếu không rửa hiện hồi cái gừng này nó sẽ ra một cái chất đục á. Mình rửa cho nó sạch cái nước đục đó đi rồi mình cho vào trong đây mình nấu. Thì cái phần chè nó rất là ngon, nó được nước nó trong. Giờ thì mình sẽ bắt lên mình nấu cho nó đường nó tan ra. Và ở trong đây thì nếu các bạn, các anh chị nào mình cho một tí xíu muối vào cũng được ha. Mình dằn lại tí xíu thôi, một ít thôi. Thường thì mình hay nấu chè thì mình sẽ luộc qua nước sôi, mình luộc qua rồi mình mới cho vào nước đường. Thì như thế thì giữ cái phần nước đường nó được trong và nó không có bị sệt. Nếu các anh chị nào mà chúng ta không có thời gian á, mình có thể là mình bỏ vào trong nước đường mình nấu luôn nha. Mình bỏ vào trong nước đường mình nấu như thế này để đường nó sôi lên, nó tan đường ra hết. Và nó sôi lên rồi mình hãy cho cái phần viên bột vào trong đây mình nấu đến
Khi nào mà cái phần viên bột này nó nổi lên là cái phần viên chè là nó chín rồi á. Thì mình đợi ở đây cho cái phần cho nó sôi lên, cho nó tan đường ra nè. Cái phần chè này mình nấu đường nào cũng được ha, mình nấu đường cát hay là đường thốt nốt, đường đường thùng, đường tán, đường nào cũng được hết. Mình có đường nào thì mình nấu đường đó, tại vì hôm nay mình có đường thốt nốt nè. Rồi nên mình sẽ nấu cái phần đường này thốt nốt này luôn. Và nước ở đây đã sôi thì mình dặn cái lửa vừa thôi, mình nấu cái lửa nó lửa lớn quá hồi viên chè nó bị bể á. Tại vì nước sôi á. Nước sôi quá viên chè nó bị bể cho nên mình cho vào trong đây nè. Nước sôi vừa mình dặn lửa lại. Mình cho vào luộc cái viên chè nó nổi lên á, là cái phần viên chè này nó chín á. Sau khi đường ở đây đã tan ra hết rồi, mình bắt đầu là mình cho cái phần gừng này vào ha. Mình cho gừng vào sớm trước nha. Mình nấu mình đun sôi lên, nếu mình cho vào trễ á thì cái phần viên chè nó dễ bị hư lắm. Nó chua chua á, gừng nó làm cái phần nước đường nó dễ bị hư, cho nên mình nấu cái phần gừng này cho nó chín luôn nha. Nó sôi lên là nồi phần gừng này nó chín á. Và khi sôi lên rồi mình tắt bếp nha. Mình đợi cho cái phần chè bên đây nó chín rồi mình vớt ra, mình lại tắt bếp trở lại. Và chè này mình sẽ luộc trong vòng từ khoảng là 5 đến 10 phút, cũng tùy theo viên chè mà các anh chị các bạn á. Mình nắng cái viên chè nó lớn nó nhỏ nha. Đây thì mình sẽ luộc tầm khoảng là hơn 5 phút á, để cho viên chè nó chín luôn, bên trong bột nó chín luôn. Rồi các bạn chị thấy là cái viên chè này nó nổi lên rồi nè. Nó nổi và nó phình lên, nó kiểu như là nó nở ra, bột nở ra như thế này là chè chín rồi. Mình sẽ bắt đầu là mình bắt cái phần bếp bên đây nha. Bắt cái phần bếp bên đây để cho cái phần nước tương này nó sôi ra và mà sôi lên rồi mình bắt vớt viên chè mình để qua bên đây nha. Mình vớt ra như thế này thì mình vặn cái lửa nó vừa là mình nấu tầm khoảng là 3-4 phút nữa nha. Mình nấu cho cái phần nước đường này nó thấm viên chè. Mình nấu với cái lửa nhỏ thôi, để cho cái phần viên chè này nó được sôi lăn tăng nhỏ nhỏ như thế này nè. Rồi sau khi được sôi ở đây tầm khoảng là 3 đến 5 phút rồi mình sẽ tắt bếp nha. Tắt bếp và khi nào mình ăn thì đây thì các anh chị có thể là mình cho mè vào trong đây. Mình rắc một ít mè vào trong đây để cho cái phần chè này nó được ngon. Rồi như thế là mình đã làm xong món chè trôi nước ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và ở đây nếu các chị nào thích béo thì mình sẽ làm cái phần nước cốt nha. Mình sẽ cho khoảng là một chén nước cốt dừa đậm đặc hay là các bạn nước dảo cũng được. Rồi mình sẽ cho là một muỗng cơm, một muỗng cà phê lớn, cái phần bột gạo và một muỗng
nửa muỗng bột năng nhé. Rồi các bạn hòa tan vào, mình nấu cho nó sệt lên rồi mình tắt bếp. Khi nào mình ăn thì mình sẽ cho vào phần chè, còn nếu chưa ăn thì mình đừng cho vào. Cho vào sớm thì nó sẽ bị hơi chè, nếu bị hư á. Cái viên chè trôi nước của mình á, đây nó rất là bóng, nó mịn luôn á, rất là ngon nha.